Uyên Thi xin kính chào quý vị trong chương trình bếp nhà ta nấu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị một món ăn mà ngày hôm nay Uyên Thi muốn chia sẻ đến quý vị không phải là món ăn mặn, một món rất là dễ làm mà đôi khi Việt Nam của chúng ta chưa có người chia sẻ hoặc là chưa có lên mạng hoặc là chưa có biết về cái món ăn này, cho nên mình khi mình đi ra ngoài mình ăn á thì người ta làm ra một cái đĩa mình nhìn thấy đẹp mà mắc tiền mà mình vẫn ăn. Nhưng mà thật ra ở nhà mình làm rất là dễ thưa quý vị. Và với món ăn này quý vị có thể làm để đại tiệc, đại khách hoặc là sau bữa ăn mình có thể làm cho ông xã ăn cho các con ăn. Đó là một món dessert thưa quý vị. Và món ngày hôm nay Uyên Thi đặt cái tên tiếng Việt đó là chuối ngào bơ đường thưa quý vị. Tại sao Uyên Thi kêu là chuối ngào bơ đường? Nếu nói chuối chiên thì người ta sẽ lộn qua là chuối chiên Việt Nam Mì. Nhưng mà đây là một cái món ăn ngoại quốc À, nếu mà chúng ta nói chuối ngào đường cũng lộn qua một cái món của món ăn Việt Nam mình là có cái chuối ngào đường, à, cho nên uyên thi làm là chuối ngào bơ đường thì tại vì nó có vật liệu là có bơ trong đó nữa mà đường cũng có nữa mà ngào thì cũng rất là ngào chứ không phải là chiên nữa, thành ra đó là cái món ăn ngày hôm nay món ăn dessert là chuối ngào bơ đường thưa quý vị à, nói về chuối thì nó có mấy loại chuối để chúng ta có thể làm được từ chuối mễ cho tới chuối Việt Nam và chuối Mỹ. Ờ à, chuối mễ thì Uyên Thi không có rất amen quý vị làm bởi vì cái chuối mễ đó chúng ta chiên ở trong bột thì ngon. Nhưng mà chiên chuối không, ngào chuối không thì Uyên Thi nghĩ không ngon. Chuối ở Việt Nam ở tại siêu thị Á Đông á, bán bây giờ chuối sứ rất rẻ thưa quý vị. Uyên Thi ngạc nhiên là chuối hồi xưa là ba đồng mấy một phao Bây giờ quý vị có tin là chỉ có 99 cent mà hai phao ở chợ Á Đông thưa quý vị Mà quý vị thấy nó đẹp như vậy nè Mà ăn rất ngon, rất là ngọt ờ, Nhưng mà vì Uyên Thi không biết là ở các tiểu bang khác Quý vị có tìm được cái chuối này hay không Nhưng ngược lại chuối Mỹ thì chúng ta sẽ tìm được khắp nơi trên nước Mỹ Và ngay cả Việt Nam chúng ta cũng vẫn có thể xài bằng chuối xứ này Chuối xứ thì ngon rồi Nhưng mà cho phép. thì Thi hôm nay là chia sẻ bằng chuối mỹ, bởi vì để cho quý vị dễ tìm hơn. Chứ không thôi nhiều quý vị nói trời, ơi, cái vật liệu đó tôi không có tìm ra được hoặc là mắc quá. Thưa quý vị, với cái phần à, chuối ngày hôm nay thì Uyên Thi sẽ làm, coi như là Uyên Thi làm thêm một trái nữa để dư ra cho một chút mình ăn đi. Chuối, Uyên Thi sẽ mua chuối. Quý vị có thể để chín hơn một chút cũng được, hoặc là như vậy cũng được miễn sao nó là chín rồi nó đừng có xanh quá thưa quý vị mình cắt ra lột chuối ra và mình sẽ cắt ra làm hai quý vị sẽ cắt ra làm hai thật ra trên một cái đĩa chúng ta bày một trái chuối là được rồi đó quý vị cắt ra làm hai như vậy Ở à đây yên thi sẽ cắt thêm một trái nữa để một chút mình có bị hư nhiều khi Uyên thi làm mà đúng thưa quý vị nhiều khi cái uh, tai nạn nghề nghiệp đang làm cái nó bị cháy bị gì thì mình không có cái extra nên bây giờ mình làm cái extra ra cái món này quý vị chia sẻ với con gái quý vị để cho các cháu tự làm nhiều khi các cháu đi học xa đó thưa quý vị chuối ăn hoài cũng ngán nhưng mà khi chúng ta làm lên như vậy thì mấy cháu ăn sẽ rất là thích chịu khó ăn nữa mỗi ngày uyên thi phải ăn một trái chuối quý vị biết chuối là một cái loại rất là tốt quý vị phải ăn mỗi ngày nhất là những người lớn tuổi một chút rồi thí dụ có tuổi như uyên thi rồi đó thì trẻ thì không sao nhưng mà cỡ như uyên thi rồi là mỗi ngày phải ăn một trái bởi vì nếu không quý vị biết vọt bẻ à, không biết quý vị biết vọt bẻ nhiều khi á nó căng cái chân mình lên đang ngủ nửa đêm quý vị phải nhảy xuống dưới đất nhảy dầm dầm cái chân tại vì nó bị vọt bẻ đau chuột rút á thưa quý vị kêu là vọt bẻ hoặc là chuột rút đau cái chân lắm thành ra là uyên thi phải ăn mỗi ngày một trái và bởi vậy chuối nhà uyên thi đi mua mỗi lần như vậy là bốn ngày chuối như vậy và cứ để nó chín từ từ mỗi ngày ăn và đó là cái cách thức mà uyên thi nói về chuối à, trong cái món này là chuối ngào đường cho nên uyên thi ở đây sẽ dùng hai à, coi như khoảng chừng hai muỗng canh bơ thưa quý vị hai muỗng canh bơ cái này là, là khoảng để mình coi, coi cái này là khoảng 8 muỗng canh quý vị biết một cục bơ này một hao một hộp bơ thì có bốn cục và một cục á là một cục là bốn ao mà một bốn ao là 8 muỗng canh quý vị nhớ nha một ao là hai muỗng canh thì bây giờ mình ở đây nó có cho mình biết là một một cái tablespoon là khoảng một cái lát mỏng như vậy bây giờ mình xài khoảng hai tablespoon đó chúng ta xài khoảng một cục như vậy và chúng ta sẽ cắt ra quý vị bỏ vào trong cái chảo chúng ta để lửa cho cái bơ nó nóng nó mèo ra thì à, quý vị biết là cái phần vật liệu kế tiếp mà để chúng ta kêu là ngào đường bơ đó thì uh, uyên thi sẽ xài đường brown sugar thì mình dùng khoảng chừng nửa muỗng canh cho tới một muỗng canh đường thôi thưa quý vị đừng có nhiều quá nó bị đen cái chuối và ở đây uyên thi cũng sẽ có cái decoration đó là strawberry quý vị có thể dùng raspberry cũng được nhưng mà trong cái mùa này uyên thi không có tìm được raspberry mà blueberry rồi mình sẽ dùng tới uh, cái chocolate để chúng ta decoration ngoài ra uyên thi còn có rượu nè Rượu rum nè, rồi Uyên Thi còn có powder sugar và một ít những cái cọng parsley hoặc là quý vị cũng có thể dùng cái lá mint, tất nhiên lá rau thơm để chúng ta decoration cũng được. Đó là những cái phần vật liệu mà Uyên Thi muốn chia sẻ đó cho quý vị thấy. Bây giờ Uyên Thi meo cái bơ này ra ha. Quý vị thấy cái bơ nó gần được rồi, Uyên Thi sẽ lấy một cái đôi đũa. Rồi cái bơ khi mà nó tan rồi thì chúng ta sẽ cho đường vào. Vì cho khoảng chừng nửa muỗng canh đường. Rồi lúc này á thì quý vị sẽ cho chuối vào. Vì cho đường nó hơi hơi màu ngà một chút nha. Chúng ta sẽ cho chuối vào. quý vị nhớ là cái ốc cái này cái mặt xuống trước để chúng ta chiên cho nó đẹp cái mặt ở dưới cho, cho nó đẹp trước khi đã rồi chúng ta hãy trở Đó, quý vị thấy nhìn rất là ngon ừ, thơm lắm thưa quý vị rồi lúc này thì thi sẽ lấy một cái bằng sẻng để thì thi lấy nó lên cho dễ chứ không thôi nó bị nó dễ bị nát. đó, đó cái gì thế? nóng nha thưa quý vị. Đó quý vị phải thấy nó hơi như vậy thì quý vị tắt lửa nha và lấy ra khỏi lửa không thôi cái đường nó cháy. Và như vậy là chúng ta đã làm. Nếu mà quý vị ở đây quý vị sẽ ngửi được cái mùi của cái bơ và cái đường nó nó nó, nó đưa lên mũi mình rất là thơm. Và chúng ta sẽ để ở đây chúng ta sẽ uh, lấy một cái dĩa để chúng ta lấy gấp cái uh, cái chuối này ra và chúng ta sẽ dùng một cái chảo này để chúng ta làm chocolate thưa quý vị vâng và kính thưa quý vị bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái chuối này ra cái đĩa vì thấy cái chuối nào cũng ngon hết quý vị thấy không chuối uh, uh, chuối chuối già cũng ngon chuối chuối của mỹ cũng ngon mà chuối sứ cũng ngon lắm nhưng mà cần nhất là quý vị phải caramel là tất nhiên phải cho nó vàng như vậy thì nó mới nhìn nó mới hấp dẫn Uhm, cái mùi bơ rất là thơm thưa quý vị. Đó. Rồi, sau khi mà mình để ra như vậy rồi, mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình bếp nhà ta nấu sau một vài phần thông tin thương mại thì sẽ trở lại. Chúng ta làm cho chocolate cũng như bỏ cái rum vào lúc nào. Cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của chương trình bếp nhà ta nấu với món chuối ngào bơ đường ngày hôm nay cho cái dessert cho cái món ăn tráng miệng của gia đình chúng ta à, bây giờ khi mà quý vị thấy uyên thi vớt chuối chiên bơ rất là ngon vàng ra rồi thì cái chảo này chúng ta sẽ còn một ít bơ chúng ta sẽ cho vào à, một chút xíu rượu rum mà mình kêu là để tráng chảo thưa quý vị tiếng à, tiếng mỹ mà trong cái ngôn ngữ mà của kitchen của mà uyên thi mà học á, thì người ta kêu là Declique tất nhiên là mình tráng cái chảo để cho những cái mùi này nó thơm lên rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu bỏ cái chocolate này vào chocolate thì quý vị ở đây cái này là khoảng chừng một cup thì chúng ta sẽ dùng khoảng nửa cup chocolate quý vị nhớ vặn lửa nhỏ xuống một chút tất nhiên khoảng một nửa cái này thôi quý vị rồi và chúng ta sẽ đảo quý vị thấy không chocolate chip. Chúng ta mua chocolate chip và lúc này chúng ta sẽ cho thêm một ít rượu nữa. Đó. Để cho nó thơm Thưa quý vị. Và lúc này quý vị thấy chocolate nó tan ra rồi. Mình làm rất là nhanh. Và chúng ta tắt lửa nha. Bây giờ quý vị sẽ thấy nó rất là thơm cái mùi. Và quý vị đừng có để cho nó tiếp tục bởi vì mình chỉ cần làm một chút như vậy nếu mà quý vị thấy cái chocolate nó nhiều nó đặc á thì chúng ta sẽ cho thêm một ít rượu nữa đó cái chảo nó vẫn còn nóng mình vẫn có thể hòa trộn cái chocolate được với bơ với lại đó quý vị khi mà quý vị bỏ chocolate vào đó nếu mà quý vị thấy chocolate nó hơi đặc á thì quý vị phải cho thêm một chút rượu. còn nếu mà quý vị thấy nó lỏng như vậy rồi là được rồi quý vị tắt lửa và chúng ta một để cái chocolate này để một chút nữa chúng ta sẽ decoration trên cái chuối của mình và bây giờ uyên thi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cái chuối quý vị thấy ở đây là uyên thi có blueberry có uh, coi như là cái này là cái strawberry thưa quý vị thì strawberry đó uyên thi sẽ cắt một trái mình làm mình làm giống như, như decoration đó thưa quý vị mình làm trang trí đó cái đơn giản và dễ nhất là chúng ta slide nhưng mà nó còn lại để một chút nữa quý vị có thể tẻ nó ra đó chúng ta có thể làm một hai trái gì cũng được em thì coi cái trái nào nhỏ nhỏ và bây giờ chúng ta sẽ thường thường cái chocolate này quý vị phải để cho nó nguội một chút nhưng mà cái này nó còn hơi nóng thành ra nó hơi lỏng nha. Quý vị sẽ rải nó lên. Rồi. Và mình mới lấy coi như mình lấy cái cái đũa mình gấp chuối lên. Quý vị sẽ dùng cái miếng chuối nè. thường thường một phần chuối đó mình sẽ làm là bốn miếng đó lựa lựa bốn miếng ngon nếu mà quý vị nghĩ là mình ăn nhiều hơn mình có thể làm thêm thành sáu miếng đó rồi khi mà sáu miếng này xong rồi thì quý vị có thể cho một ít chocolate lên trên cái chuối và quý vị sẽ để cái dâu ở một góc coi như là trang trí trang trí cái dâu của mình Đó. rồi như vậy quý vị sẽ cho thêm một chút cái powder sugar vào trong cái uh, cái đĩa của mình nhé. yên thì sẽ cắt ra và powder sugar đó thường thường quý vị sẽ phải bỏ qua một cái rây để cho quý vị mới làm xuống thì nó mới đẹp chứ không thôi nó bị đóng cục thôi quý vị. đây và lúc này quý vị sẽ cho một ít cái blueberry hoặc là raspberry hoặc là những cái trái cây nào mà mình thích người mình ta bỏ chung lên và như vậy là chúng ta đã có một cái phần mà theo kiểu dessert trắng miệng rất là ngon quý vị lúc này nếu mà quý vị muốn cho cái chuối nó nổi lên một chút chúng ta để, để như vậy và cái món dessert của chúng ta rất là dễ phải không thưa quý vị rất là nhanh mà gia đình của chúng ta sẽ có một cái bụi trắng một cái món trắng miệng mà nhà sẽ ngạc nhiên là wow sao mình biết quý vị cũng có thể bỏ cinnamon cũng có thể bỏ whipping cream lên trên cái 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 món dessert này của mình cái đó là tùy theo cái ý thích của mỗi gia đình nhưng mà cái đơn giản nhất là chúng ta sẽ làm như vậy và khi mà quý vị ăn quý vị sẽ thấy thơm cái chocolate nó thơm mùi um, coi như là mùi cái trái cái 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 rượu râm thưa quý vị nói Uyên thì nói bị cà lầm luôn nhiều khi mình đang để ý mình làm á cái mình cũng quên luôn à bây giờ cái này để cho Uyên thi thử ăn Uyên thi sẽ cho quý vị biết rằng là Đó. mình rắc thêm như vậy thì cho nó đẹp cũng như nhìn cái dâu nó hơi chua đó thưa quý vị thì mình sẽ ăn mình sẽ thấy bây giờ Uyên thi sẽ ăn thử nè uhm. wow ừ uhm. ừ uhm. một miếng chưa đủ chưa đủ vị ngon quá bởi vì quý vị sẽ thấy cái dessert này nó rất là healthy, không ngọt. Vị chuối khi mà chúng ta chiên vô bơ cũng như cho chocolate vào. Chúng ta ăn chung với miếng dâu hoặc là ăn chung với cái blueberry đó. Quý vị sẽ thấy rằng cái vị nó vừa ăn, hoàn toàn không có ngọt mà rất rất là nhẹ nhàng. Nó không bị nhiều cái whipping cream hoặc là... Hoặc là quý vị thấy những cái món dessert của Mỹ ấy, rất là heavy là nó ngọt mà chúng ta ngán Uyên Thi bảo đảm quý vị làm món này cho gia đình sẽ không có một người nào chê bởi vì trái chuối bình thường thôi ăn hoài nó ngán lâu lâu mình làm lên cái món mình nhìn thấy nó đẹp đẹp mắt sang nhưng mà lại rất rẻ tiền và rất nhanh thưa quý vị mà lại lại còn ngon nữa mới 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 nói chứ còn nếu mà bình thường không thì không nói và đương nhiên chương trình hôm nay mình thì xin cảm ơn đến các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình đó là công ty Brom mầm sữa gạo lứt Bio M A Chu thưa quý vị mầm sữa gạo lứt Bio M A Chu đối với những người khán giả mà thích chương trình của Yên Thi hoặc là đã từng mua mầm sữa cho cha mẹ ăn thì rất là quen thuộc rồi bởi vì cái mầm sữa gạo lứt này nó sẽ giúp cho cha mẹ này mình có thêm sức khỏe ngay bản thân chúng ta chúng ta nên thương bản thân chúng ta một chút tất nhiên là nên mua những thuốc bổ hoặc là những cái gì tốt cho mình để mà mình còn có người ta kêu là à, muốn à, lo cho rừng xanh thì không có sợ là thiếu củi đốt thưa quý vị mình giữ có sức khỏe mình tha hồ mình làm ra tiền quý vị muốn order xin gọi 7143912128 hoặc là số phone 183384121 để order hoặc là để thắc mắc thưa quý vị à, các siêu thị đó là Á Đông à, hệ thống siêu thị lớn nhất của à, Việt Nam ở tại miền Nam California đó là siêu thị Á Đông cũng như là Mom rồi Green Farm rồi Đà Lạt rồi Sài Gòn rồi nhiều lắm thưa quý vị à, quý vị có thể gọi ở số phone để mà coi nó sale à, cái gì trong tuần lễ 714 657, 7456 quý vị rất dễ tìm siêu thị Á Đông đó là nằm đối diện với Phước Lộc Thọ bên trong cái khu Bắc Kinh đối diện qua bên kia đường thưa quý vị vào đây thì quý vị sẽ khó có đi chợ khác được lắm bởi vì nó super super rẻ mà lại rau cải cũng như trái cây rất là tươi ngon corner view bakery cũng như là đệ nhất nước mía viễn tây và phở top noodle là do uyên thi điều hành và món ăn của ngày hôm nay uyên thi tin chắc quý vị sẽ làm được bởi vì rất dễ cũng như quý vị sẽ thấy cái ngon của nó khi chúng ta ăn một trái chuối không cũng như chúng ta chỉ cần để lên chảo chiên sơ với bơ và đường và một chút cho chocolate và những cái trái cây phụ ăn vào. Nó có thể là món ăn chính cho một bữa ăn trưa hoặc là những người đã ép đó thưa quý vị. Mà không có sợ bởi vì có chút bơ thôi nhưng mà trái cây ở trong này là nó rất là tốt. Và một lần nữa Uyên Thi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Nhà Ta Nấu ngày hôm nay cũng như hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.